Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 124. Israel đáng nói: nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, khi loài người giấy nghịch chúng ta, khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượng sóng kiêu ngạo đã trôi trát linh hồn chúng ta rồi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời và đất. Chương 4. Vả lại, hỏi anh em: anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi. Thì chúng tôi nhân Đức Chúa Giê-xu xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Giê-xu mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là đấng đã ban thánh linh của Ngài trong anh em. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỏi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoài cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Hỏi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Chương 5. Hỏi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỏi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ,
Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Hỏi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác, nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó. Hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi với. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta ở với anh em. Chương 20. Ben-Hadad vua Syria hiệp hết thảy quân lính mình, có 32 vua theo người cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Người sai sứ giả đến Ahab vua Israel ở trong thành và nói với người rằng: Ben-Hadad nói như vậy: bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, các cung phi và những con cái tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp: hỡi vua chúa tôi, cứ như lời vua nói, tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua. Nhưng các sứ giả trở lại cùng vua Israel mà nói rằng: Ben-Hadad nói như vậy, ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng: hãy đưa bạc vàng cung phi và các con trai ngươi cho ta. Thế thì ngày mai giờ này ta sẽ sai các đầy tớ ta đến nhà ngươi, chúng nó sẽ lục soát nhà ngươi và nhà của tôi tớ ngươi. Phàm món gì của ngươi lấy làm quý trọng, chúng nó sẽ lấy đem đi. Vua Israel bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ mà nói rằng: hãy xem xét và biết rằng người này toan mưu làm hại chúng ta, vì người đã sai sứ đòi các cung phi, con cái, bạc và vàng của ta, và ta không có từ chối gì hết. Các trưởng lão và cả dân sự đều tâu với vua rằng: đừng nghe và chớ chịu chi hết. Vậy Ahab đáp cùng sứ giả của Ben-Hadad rằng: hãy nói với vua chúa ta, mọi điều vua đòi tôi tớ vua làm lần thứ nhất tôi sẽ làm, nhưng điều này tôi không thể làm được. Các sứ giả đi thuật lại lời đó cho Ben-Hadad. Ben-Hadad lại sai sứ nói rằng: nếu bụi cát ở Samari đủ lấp đầy lòng bàn tay của các chiến sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai họa cho ta nặng nề. Nhưng vua Israel đáp: hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra. Ben-Hadad đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời này thì nói cùng các đầy tớ mình rằng: hãy dàn trận đi. Chúng bèn dàn trận đặng hãm đánh thành. Vả có một tiên tri đến gần Ahab vua Israel mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab thưa rằng: dùng ai? Người đáp: Đức Giê-hô-va phán như vậy, dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh. Người tiếp:
ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp, chính vua. Ahab soát điểm những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh, có được 232 người. Kế sau, người soát điểm cả dân Israel được 7.000 người. Ban trưa, họ kéo đi ra. Song Ben-Hadad uống rượu say tại trại mình với 32 vua giúp đỡ người. Những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh đi ra trước. Ben-Hadad sai kẻ hỏi dọ. Người ta báo lại cho người rằng có người từ Samari kéo ra. Người đáp, chúng nó đến hoặc có ý cầu hòa hãy bắt sống lấy, hoặc có ý chiến tranh cũng hãy bắt sống lấy. Vậy, những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh kéo ra thành và đạo quân đi theo. Ai nấy đánh kẻ nghịch mình. Quân Syria chạy trốn và Israel rượt đuổi theo. Ben-Hadad, vua Syria, lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syria thua trận cả thể. Bây giờ đấng tiên tri đến gần vua Israel nói rằng, vua hãy đi làm cho mình mạnh mẽ và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới vua Syria sẽ đến đánh vua nữa. Các đầy tớ của vua Syria nói với người rằng, thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Lại khá làm điều này, hãy cất các vua khỏi chỗ làm đầu binh, lập những quan cai thế vào cho. Đoạn, hãy điểm lấy một đạo quân giống như đạo quân của vua đã mất, bằng số ngựa và xe ấy. Chúng ta sẽ giao chiến với dân Israel tại trong đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Vua bèn nghe lời đầy tớ mình và làm theo. Năm tới, Ben-Hadad điểm soát dân Syria và đi đến Aphek đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syria giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syria đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì dân Syria có nói rằng Đức Giê-hô-va là thần núi chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syria, trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành A-phét. Song những vách thành sập ngã, đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu cùng người rằng, chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng. Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng, Ben-Hadad, kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng, người còn sống chăng? Người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng, Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng, hãy đi vời người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng, tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp, còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy, Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đoạn để cho người đi. Bây giờ, có một người trong vòng các con trai tiên tri vâng lệnh Đức Giê-hô-va nói với bạn mình rằng, tôi xin anh hãy đánh tôi. Người bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng, bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi, sẽ có một con sư tử giết anh. Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng, ta xin ngươi hãy đánh ta.
người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên và nói với vua rằng: "Tôi tớ vua ở giữa chiến trận, thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng: hãy giữ người này, sải nó thoát khỏi thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc." Xong, trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng: "Ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy." Lập tức, người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng: "Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó." Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Chương 21. Sau các việc ấy, xảy có chuyện này. Nabốt, người Gít-rê-ên, có một vườn nho tại trong đồng bằng Gít-rê-ên, giáp đền của A-háp vua Samari. A-háp nói cùng Nabốt rằng: "Hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta dùng làm vườn rau, vì nó ở gần bên đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi bằng bạc." Nhưng Nabốt thưa lại với A-háp rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi." A-háp vào đền mình buồn và giận, bởi cớ lời Nabốt người Gít-rê-ên đã nói, vì người đã nói rằng: "Tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi." A-háp nằm trên giường, xây mặt đi, không chịu ăn. Hoàng hậu Giê-sa-bên đến gần người mà nói rằng: "Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn?" Người đáp: "Vì ta có nói chuyện với Nabốt người Gít-rê-ên rằng: hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho khác." Song người đáp lại rằng: "Tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi." Hoàng hậu Giê-sa-bên bèn nói rằng: "Có phải ông hành quyền vua trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Nabốt người Gít-rê-ên." Giê-sa-bên viết thơ, nhân danh A-háp, đóng ấn vua, gửi cho các trưởng lão và kẻ cả ở trong thành Nabốt và ở cùng người. Trong thơ nói như vậy: "Hãy truyền rao lễ kiêng ăn, rồi đặt Nabốt ở đầu dân sự. Đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người mà rằng: ngươi có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Kế hãy dẫn người ra khỏi thành ném đá cho chết đi." Những người của thành Nabốt, tức những trưởng lão và kẻ cả ở đó, đều làm theo lời Giê-sa-bên truyền dặn trong thơ mà người đã gửi cho. Họ rao truyền lễ kiêng ăn và đặt Nabốt ở đầu dân sự. Bây giờ hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Nabốt và cáo gian người tại trước mặt dân sự mà rằng: Nabốt có rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn họ dẫn người ra khỏi thành ném đá người chết. Họ bèn sai đến nói với Giê-sa-bên rằng: Nabốt đã bị ném đá và chết rồi. Khi Giê-sa-bên hay rằng Nabốt đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng A-háp rằng: hãy trỗi dậy, nhận lấy vườn nho mà Nabốt người Gít-rê-ên đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, vì Nabốt không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Nabốt đã chết, A-háp liền đứng dậy đi xuống vườn nho của Nabốt người Gít-rê-ên đặng lấy làm của mình. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li người Thi-sê-be rằng: hãy đứng dậy, đi xuống đón A-háp vua Israel ở tại Samari. Kìa, người ở trong vườn nho của Nabốt đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Nabốt, thì chó cũng sẽ liếm chính huyết của ngươi.
Ahab bèn nói cùng Eli rằng: Ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Eli đáp: Phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi. Ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ kẻ nô lệ hay là người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội. Nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam con trai Nebat và giống như nhà Baesha con trai Ahijah. Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành lũy Gít-rê-ên. Phàm người thuộc về nhà A-háp, kẻ nào chết tại trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết trong đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Quả thật, chẳng có ai giống như A-háp buông mình làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xui dục người. Người làm điều gớm ghiếc quá độ mà theo hình tượng y như dân Amorit làm, là dân Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Ahab nghe lời của Eli nói, bèn xé quần áo mình, lấy bao mặc cho mình và nhịn đói, nằm vấn bao và ở khiêm nhường. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-sê-bê mà rằng: Ngươi có thấy thế nào Ahab hạ mình xuống trước mặt ta chăng? Bởi vì người hạ mình xuống trước mặt ta, ta không giáng họa trong đời nó, nhưng trong đời con trai nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.